Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 18 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Do ban Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghị lực của người thầy khuyết tật. Hưng Yên sẵn sàng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Cần tăng cường quản lý thị trường thuốc tân dược. Cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long nhận án tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nhân người Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề án phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo các dự thảo, tờ trình xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận về kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định, theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một tháng và tối đa không quá 3 tháng. Trong đó, mức hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là 500.000 đồng một tháng, mức hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một tháng. Trong khi chờ ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố sẽ trích ngân sách để triển khai thực hiện. Về kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp bổ sung điều chỉnh hoàn thiện một số nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian vừa qua, tỉnh Hưng Yên thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ cho hơn 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng để áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, xây dựng 20 mô hình dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điển hình như mô hình trồng hoa trà ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo ở huyện Kim Động hay một số mô hình khởi nghiệp từ nghề mộc truyền thống tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh đoàn, một số trường đại học cao đẳng đã phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ, sinh viên, học sinh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, luôn nỗ lực vượt lên số phận, tích cực học tập để trở thành một thầy giáo tâm huyết, mẫu mực, được đồng nghiệp nể phục và học trò mến yêu, kính trọng. Đó là tấm gương nghị lực của thầy giáo Phạm Văn Hưng, giáo viên môn vật lý trường cho phổ thông Phù Cừ, huyện Phù Cừ. Phóng sự nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Thầy giáo Phạm Văn Hưng ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ bị khuyết tật bẩm sinh, mất đi bàn tay phải. Dù khiếm khuyết nhưng không vì thế mà thầy Hưng đánh mất ý chí và niềm tin vào cuộc sống. Với sự nỗ lực vươn lên, năm 2006, thầy Hưng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa vật lý và được nhận làm giáo viên dạy tại trường Trung học Phổ thông Phù Cừ. Không dừng lại ở đó, để có thêm kiến thức giảng dạy cho học sinh, thầy Hưng quyết tâm học lên cao học và nhận được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành vật lý năm 2010. Mình gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, thế và mình đã cố gắng phấn đấu nỗ lực
và trở thành công dân có ích. Mong ước là các em học sinh hãy luôn cố gắng phấn đấu để đạt được những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình. Các em không được chùn bước trước những cái khó khăn gian nan thử thách. 16 năm qua, thầy Hưng không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi chuyên môn, luôn tư duy đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh giảng dạy bộ môn vật lý, các tiết học chính khóa, thầy còn được nhà trường tin tưởng giao trọng trách ôn luyện cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả đã có nhiều em đạt giải cao, nhiều học sinh của lớp cũng đã thi đỗ vào các trường đại học như trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương. Sau gần 3 năm học tập thì em thấy thầy là một tấm gương sáng để cho chúng em noi theo. Trong những cái tiết học của thầy hay đưa những cái vấn đề sát thực tế vào để chúng em dễ hiểu bài hơn và có thể là làm cho cái bài giảng nó bớt khô khan đi thay vì là chỉ nặng những cái kiến thức trong một tiết học. Thầy Hưng đã phát huy rất là tốt cái năng lực và cái bản lĩnh, cái nghị lực vốn có của mình và trở thành một giáo viên có nhiều đóng góp đối với nhà trường, có sự lan tỏa với học sinh và có được cái uy tín đối với lại đồng nghiệp, đối với lại phụ huynh học sinh. Ngoài những giờ lên lớp, thầy Hưng còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người biết phấn đấu vươn lên. Những thành công mà thầy Phạm Văn Hưng đạt được của ngày hôm nay xứng đáng là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ngay sau khi Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã có một số tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, Hà Nam triển khai tiêm cho hơn 12.000 trẻ em. Tỉnh Hưng Yên cũng đã được phân bổ hơn 12.000 liều vaccine và sẵn sàng tổ chức tiêm cho các đối tượng này. Theo kế hoạch, sẽ có gần 162.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hưng Yên thuộc diện tiêm chủng. 12.600 liều vaccine vừa được Bộ Y tế phân bổ đợt đầu cho tỉnh Hưng Yên là vaccine Moderna. Sau khi tiếp nhận vaccine, Sở Y tế sẽ phân bổ cụ thể cho các địa phương. Ngày 19 tháng 4, Sở Y tế sẽ tập huấn hướng dẫn công tác tiêm chủng cho các đơn vị đối tượng liên quan. Về tổ chức tiêm, ưu tiên bố trí điểm tiêm lưu động tại các trường học, cùng với đó là bố trí điểm tiêm cố định tại các trạm y tế tuyến xã, trung tâm y tế tuyến huyện và 3 điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Đối và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để tiêm cho trẻ em thuộc nhóm thận trọng. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành việc rà soát, lập danh sách, lấy phiếu đồng ý tiêm chủng của cha mẹ và người giám hộ. Phấn đấu trong quý 2, tỉnh Hưng Yên sẽ cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Riêng trẻ em đã mắc COVID-19 sẽ tổ chức tiêm sau 3 tháng khỏi bệnh. Đến thời điểm này, các huyện Khoái Châu và Ân Thi đã sẵn sàng cho việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn hiệu quả cao nhất, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Huyện Khoái Châu hiện có trên 22.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để thực hiện tốt kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng này, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ cho công tác tiêm vaccine đã được các địa phương rà soát chuẩn bị sẵn sàng. Huyện bố trí 26 điểm tiêm chủng cố định tại trung tâm y tế huyện, các trạm y tế xã, thị trấn. Bên cạnh đó là các điểm tiêm lưu động tại các nhà trường. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho chiến dịch tiêm vaccine, huyện Khoái Châu cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị trường học tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ bằng nhiều hình thức. Huyện Ân Thi có trên 17.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện nay các địa phương, nhà trường trong huyện đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách với số lượng trên 8.000 trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Việc tổ chức tiêm chủng được triển khai tại các nhà trường và trạm y tế xã, thị trấn theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, tùy theo tình hình dịch và số lượng vaccine được cung ứng. Thời gian qua, huyện Ân Thi đã chú trọng việc nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia tiêm chủng cho trẻ, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng liều, đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ được tiêm.
quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 23 tháng 3, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược không niêm yết giá. Và trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục phản ánh về tình trạng một số cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sức khỏe của người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch. Theo quy định của Bộ Y tế về quy chế cơ đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, danh mục thuốc chỉ được phép bán khi người bệnh có đơn thuốc của bác sĩ, gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc điều trị bệnh gút, thuốc kháng sinh, thuốc điều trị lao, sốt rét, hen, thuốc điều trị COVID-19. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, tình trạng mua bán mà không cần đơn thuốc của bác sĩ vẫn diễn ra tại nhiều quầy thuốc tân dược. Thuốc này là em nhập đâu đây? Mà em chỉ cầm sang hộ thôi ạ. Hả? Em chỉ lấy sang cầm hộ thôi. Đây là hàng của gì đây? Của Nga, đấy cho anh bảo đấy. Đúng, còn cái này của Việt Nam này. Em tại sao là mình không có tem nhập khẩu, không tem nhãn phụ đây? Anh ơi, em bảo thực ra là như này nhá, hàng thì bây giờ em cũng dân người ta cần thì em lấy hộ ấy. Tại một số các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn huyện Văn Giang, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, chúng tôi dễ dàng mua được thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 mà không cần phải có kê đơn của bác sĩ. Không chỉ có thuốc điều trị COVID-19 mà nhiều loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem phụ bằng tiếng Việt được bày bán tại các cửa hàng bán lẻ như thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị xương khớp, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, phổi. Người bán dễ dàng bán, người mua thì không cần phải theo đơn của bác sĩ. Đây là vấn đề nguy hiểm đối với mỗi người bệnh, làm tăng nguy cơ kháng thuốc, nhờn thuốc, lạm dụng thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là mất mạng, nhất là đối với các bệnh mãn tính. Em nhập khẩu đâu, hướng dẫn sử dụng đâu. Nhưng mà cái này gọi là chữa cái gì đấy? Cái này là sụn cá mập ạ. Sụn cá mập á? Đây là canxi. Đây là canxi. Sụn cá mập và canxi này là của nước nào đấy? Đây là hàng. Đây là hàng của mình à? Đây là hàng của Việt Nam mình. Thế còn cái hàng này? Cái này là của Việt Nam. Xem, nhưng mà cái tem nhập khẩu của nó đâu ạ? Cái này không có tem nhập khẩu, cái này nó chỉ có hàng sách tay thôi. Hàng sách tay à? Cái này là thuốc vitamin E của Úc. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là viên đặt đấy. Hả? Viên đặt phụ khoa ấy. Cái này cũng của nước ngoài à em? Cái này em cũng chẳng biết gì, em cũng là người bán thuốc đâu. Bây giờ là thanh tra kiểm tra là bắt buộc là phải thành lập đoàn. Khó nhất là bây giờ thì chỉ kia kiểm tra một cơ sở, hai cái quầy người ta thành lập các cái nhóm trên Facebook ấy, thì có khi đến chỉ kiểm tra được một cơ sở, các cái cơ sở khác lên Facebook cái là đóng cửa lại hết. Tuy nhiên thì anh em tôi cũng vẫn tiến hành kiểm tra được chứ không có kiểm tra được. Thì tức là cái địa bàn này mà đóng cửa thì bọn tôi lại vào cái địa bàn khác, tức là vì mình kiểm tra đột xuất mà. Thế cho nên là nó không phải trong kế hoạch, cho nên là nó cũng không phải là khó lắm. Thuốc tân dược có vai trò quan trọng trong điều trị và chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là trong tình trạng hiện nay, nhu cầu về các mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế, thuốc tân dược phục vụ phòng chống và điều trị COVID-19 đang tăng cao với những diễn biến bất thường trên thị trường. Đề nghị sự vào cuộc của các ngành chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, giám sát tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, hiểu biết trong sử dụng và mua bán thuốc đúng cách để vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, xã hội, vừa góp phần ổn định thị trường thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh. Chương trình thực sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới được an toàn và thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 lấy trọng tâm là kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022 sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm,
vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Nhằm phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, thời gian qua các cơ quan đơn vị chuyên môn ở tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 320.000 trẻ em. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có trên 100 trẻ em bị tai nạn thương tích, phổ biến như tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng nước sôi, ngã, ngộ độc. Để giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em, vừa qua, nhiều chương trình hoạt động để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em được tổ chức, như Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức truyền thông cho trên 800 học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ và trường trung học cơ sở Quang Hưng, huyện Phù Cử. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở về kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn, tất cả nhằm mục tiêu từng bước hạn chế tình trạng trẻ em mắc và tử vong do tai nạn thương tích, đem lại hạnh phúc cho các em, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về vụ án của cựu trụ trì chùa Phước Quang, tỉnh Vĩnh Long là Phạm Văn Cung nhận án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân trên cả nước. Điều tra ban đầu của cơ quan công an, số tiền đối tượng Cung lừa đảo là gần 68 tỷ đồng. Trong số các bị hại có một nữ doanh nhân ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo cáo trạng tại phiên tòa, từ năm 2005, nguyên nhà sư Phạm Văn Cung là tu sĩ chùa Phước Quang, rồi lần lượt được bổ nhiệm làm trụ trì và giám đốc trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Phước Quang. Từ đó, đối tượng Phạm Văn Cung đã dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt để chiếm đoạt tiền của nhiều tổ chức cá nhân. Thủ đoạn của Cung là tiếp cận, làm quen với những doanh nhân và gia đình có điều kiện để mời về thăm chùa. Khi có người đến thăm, đối tượng đã thuê hàng trăm trẻ em trong vùng đến chùa, đóng giả là trẻ mồ côi, đang được chùa nuôi dưỡng để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền hảo tâm của nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ. Tại chùa Phước Quang, Cung đã tổ chức nhiều chương trình sự kiện nhân đạo từ thiện nhằm lừa gạt mọi người. Ngoài ra, Cung còn ghép ảnh của bản thân, giả được chụp với lãnh đạo cấp cao từ tỉnh đến trung ương và nhiều chức vụ giả, Cung tự bịa ra. Khi đã tạo dựng được lòng tin với các nạn nhân, Cung hỏi vay tiền để xây chùa, xây tượng Phật, trả chi phí nuôi trẻ mồ côi, nhưng thực ra không có. Với những thủ đoạn này, theo kết quả điều tra công bố tại phiên tòa, đối tượng Cung đã chiếm đoạt số tiền gần 68 tỷ đồng của nhiều nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, như của nữ doanh nhân Bùi Thanh Nhàn ở Hà Nội bị chiếm đoạt 26 tỷ đồng, một nữ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh số tiền 18,5 tỷ đồng, của một ca sĩ số tiền 13 tỷ đồng và một doanh nhân người Hưng Yên số tiền trên 17 tỷ đồng. Chiêu trò của ông Cung là lợi dụng lòng tin vào cái tín ngưỡng của chúng tôi, cũng như là về cái tình thương của các cháu mồ côi. Nhưng đến thực tế trong ngày hôm nay chúng tôi biết được rằng đó là các cháu thuê để đến đó để lập nên các cái chương trình để che mắt chúng tôi. Lúc đầu thì Cung bảo là Cung học 3 cái trường đại học này, rồi Cung coi như là nuôi mấy trăm cháu trẻ mồ côi, làm mấy trăm con đường, xây mấy trăm cái nhà tình nghĩa. Cái đấy là một trong những cái mà gây nên uy tín để cho tôi tạo lòng tin để tôi cho vay. Tại phiên tòa, đối tượng Cung đã cúi đầu nhận tội, lợi dụng Phật pháp để chiếm đoạt tiền của Phật tử cho cá nhân. Tháng 8 năm 2020, Cung đã bị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho hoàn tục, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng đi, nhưng đối tượng Cung vẫn giới thiệu mình là nhà sư, trụ trì chùa để tiếp tục đi nhiều tỉnh thành phố cả nước lừa gạt nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ tiền. Khi các nạn nhân chuyển tiền cho Cung vay, Cung đã chuyển số tiền này vào gần 100 tài khoản khác nhau, đa phần là các anh chị em, người thân của Cung để chiếm đoạt.
Tại phiên tòa, bị can Phạm Văn Cung bị tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã vay gần 68 tỷ đồng của các nạn nhân mà Cung đã vay. Hiện cơ quan công an tiếp tục truy nã, điều tra các đối tượng cùng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Cung. Thông tin của các nạn nhân tại phiên tòa, số người bị hại của Cung còn nhiều hơn nữa. Ai là nạn nhân của Cung báo cho cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên website hungyentv.vn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Trước sự gia tăng các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bắc Cực, giới chức Nga đang bày tỏ lo ngại điều này sẽ gây ra các sự cố không lường trước được trong khu vực, cũng như gây nguy hại tới hệ sinh thái của Bắc Cực. Đại diện cấp cao của Nga tại Hội đồng Bắc Cực cho rằng việc quốc tế hóa những hoạt động quân sự của các quốc gia NATO không thuộc Bắc Cực đang tạo ra những mối lo ngại, làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố không chú ý. Ngoài các hoạt động quân sự, việc NATO mở rộng về phía Bắc cũng có thể tạo thêm rủi ro cho khu vực Bắc Cực. Cả Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia đã duy trì chính sách không liên kết trong nhiều thập kỷ, đang xem xét tham gia khối này sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Ukraine thông báo đã hoàn thành bảng câu hỏi cần thiết để khởi động các cuộc thảo luận về khả năng nước này gia nhập Liên minh châu Âu. Chính phủ Ukraine cho biết họ đã hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá mức độ sẵn sàng gia nhập EU. Bước tiếp theo sẽ là bắt đầu các cuộc đàm phán. Ukraine hy vọng sẽ có tư cách ứng cử trở thành thành viên của EU vào tháng 6 trong cuộc họp dự kiến của Hội đồng châu Âu. Việc trở thành một thành viên của EU có ý nghĩa rất lớn với Ukraine. Một trong điều khoản của Hiệp ước EU nêu rõ, nếu một thành viên trở thành nạn nhân của hành động gây hấn có vũ trang, các quốc gia khác trong EU có nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi cách trong khả năng của họ. Bộ dầu mỏ Iraq cho hay, Baghdad đang tìm kiếm thêm cơ hội xuất khẩu dầu mỏ sang châu Âu trong bối cảnh nguồn cung từ Nga sụt giảm do cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo số liệu thống kê mới nhất của bộ trên, Iraq đã thu về khoản ngoại tệ kỷ lục là 11 tỷ đô la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trong tháng 3 năm 2022, khi sản lượng khai thác của quốc gia Trung Đông vượt 100 triệu thùng. Iraq là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đang có ý định sử dụng vai trò của mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia châu Âu trong bối cảnh nổ ra xung đột ở Ukraine và Nga cắt giảm hoạt động xuất khẩu nhiên liệu. Nguồn thu từ dầu mỏ có ý nghĩa quan trọng với chính phủ Iraq trong bối cảnh nước này đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính và cần vốn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau nhiều thập kỷ chiến tranh tàn khốc. Hàn Quốc sáng 18 tháng 4 thông báo, số ca mắc mới COVID-19 ở mức thấp nhất trong 10 tuần qua, trong bối cảnh làn sóng do biến thể Omicron gây ra bắt đầu giảm và nước này đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để dần trở lại nhịp sống bình thường. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận 47.743 ca mắc mới, trong đó có 14 ca từ nước ngoài. Số ca mắc mới ghi nhận ngày 18 tháng 4 là mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 2 khi biến thể Omicron bắt đầu lây lan mạnh. Hàn Quốc cũng đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế từ ngày 18 tháng 4, chỉ duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc. Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực trở lại nhịp sống bình thường sau thời gian gián đoạn vì đại dịch. Chính quyền quân sự Myanmar ngày 17 tháng 4 đã trả tự do cho hơn 1.600 tù nhân trong đợt ân xá nhân dịp Tết cổ truyền. Hội đồng Hành chính Nhà nước của chính quyền quân sự tuyên bố việc trả tự do cho các tù nhân nhằm mang tới niềm vui cho người dân và giải quyết các lo ngại về nhân đạo. Hiện chưa rõ những tù nhân được ân xá có bao gồm thành viên chính quyền dân sự bị bắt giữ sau cuộc chính biến ngày 1 tháng 2 năm 2021 hay không. Trong dịp ân xá năm 2021, chính quyền quân sự trả tự do cho 23.000 tù nhân. Xin chuyển sang các thông tin khác. Người dân Indonesia mới đây đã có cơ hội dùng bữa ở độ cao 50m với nhà hàng độc đáo được treo lơ lửng giữa không trung bằng cần cầu. Nhà hàng có tên gọi là Long in the Sky, nghĩa là căn phòng trên trời, là nhà hàng giữa lưng chừng trời phục vụ các suất ăn với giá khoảng từ 110 đến 260 đô la Mỹ và có thể tiếp cùng lúc 32 khách. Theo đó, khi thực khách tới nhà hàng sẽ được thắt dây an toàn vào ghế ngồi và được nâng lên độ cao hàng chục mét bằng cần cầu. Đầu bếp và nhân viên phục vụ sẽ đeo dây bảo hộ trong quá trình phục vụ.
Nhiều người lo lắng về độ an toàn, song nhà hàng cho biết họ đã thử nghiệm và khẳng định tính an toàn của dịch vụ này. Do sự độc đáo này mà nhà hàng luôn được đặt kín chỗ trước hàng tháng trời. Trong một nỗ lực đẩy mạnh việc trồng và tái tạo rừng một cách nhanh chóng, công ty Flash Forest đến từ Canada đang triển khai việc sử dụng thiết bị bay không người lái để giải hạt giống, cung cấp dưỡng chất và theo dõi quá trình phát triển của cây con, với mục tiêu là trồng 1 tỷ cây vào năm 2028. Flash Forest là công ty chuyên trồng rừng bằng thiết bị bay không người lái và công nghệ tự động. Sử dụng thiết bị này, họ thả hoặc là bắn hạt giống vào trong đất từ độ cao khoảng 20 mét. Sau khi trồng xong hạt giống, thiết bị sẽ quay lại vị trí trồng cây thường xuyên để cung cấp dinh dưỡng và theo dõi sự phát triển của cây giống. Flash Forest đặt mục tiêu trồng được khoảng 1 tỷ cây vào năm 2028. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.